Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển, trong thời gian qua, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phát huy các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia. Các phong trào đã tạo thành làn sóng thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa có gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức lao động làm việc tại 54 cơ quan, đơn vị. Đa số cán bộ, công chức, viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn viên chức tỉnh đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Vì vậy, việc phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực để cán bộ công chức, viên chức hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Công đoàn viên chức tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động các phong trào thi đua và các cuộc vận động triển khai đến công đoàn cơ sở, cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua với trọng tâm là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, công nhân viên chức lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Trong các cơ quan đảng, quản lý nhà nước, phong trào thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt được phát động và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác cải cách hành chính được các công đoàn cơ sở quan tâm, phối hợp với chuyên môn, tập trung đẩy mạnh, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ phận một cửa và trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động nền nếp được nhân dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Trong các cơ quan khối nội chính, tư pháp, phong trào thi đua cũng đạt được nhiều kết quả trong công tác điều tra, thanh tra, truy tố, xét xử, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và công nhân, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí đã động viên cán bộ, viên chức và người lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước, đồng thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân đối với Đảng và Nhà nước, cổ vũ, động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị kinh tế tổng hợp đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt nguyên tắc thu, chi tài chính. Từ việc phát động phong trào thi đua, Công đoàn Cơ quan Kho bạc tỉnh Thanh Hóa đã có 138 sáng kiến nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động. Công đoàn cũng đã phát động rất nhiều cái, ví dụ chẳng hạn như là trong năm 2022, tức là công đoàn cùng với chuyên môn đã thực hiện cùng với cái nhiệm vụ chính trị của kho bạc, đó là thu ngân sách, đã vượt kế hoạch.
các cơ quan mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hội nghề nghiệp đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức, xây dựng đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thanh niên tình nguyện, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nông dân làm kinh tế giỏi và cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia góp ý các dự thảo luật, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Các trường đại học cao đẳng trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh cũng tổ chức tốt phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, phát huy các sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, quy mô đào tạo của các nhà trường ngày càng mở rộng, góp phần quan trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, các phong trào thi đua được phát động với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Chúng tôi đã thông tin qua fanpage, website và bảng tin của nhà trường. Từ đó mà các đoàn viên cũng ý thức sâu rộng được cái vai trò, cái trách nhiệm và cái niềm tự hào của mình trong việc tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến. Công đoàn trường chúng tôi đã có 195 sáng kiến tham gia chương trình. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu các đề tài khoa học gắn với tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, 1 triệu sáng kiến sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động được các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức lao động tham gia. Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa là một trong những đơn vị có nhiều sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Bằng sự tâm huyết, trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho học sinh, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã sáng chế ra nhiều mô hình máy, động cơ, thiết bị dạy học mang tính ứng dụng cao. Ở mô hình này nó có ưu điểm rất lớn, là chúng tôi có thể tách toàn bộ các cái mô đun nhỏ ra và chia cho các lớp người ta học tùy theo cái bài học hoặc tùy theo khóa biểu. Nó giúp cho học sinh có cái tư duy từ tư duy đơn giản đến tư duy phức tạp, và từ đó giúp cho người học có thể tiếp cận thực tế dễ hơn. Đối với công đoàn là cũng đã xây dựng coi như các cái quy chế thi đua khen thưởng để động viên kịp thời đến với các đoàn viên công đoàn. Công đoàn nhà trường cũng đã đề xuất với các bộ ban ngành để tặng các cái bằng lao động sáng tạo cho các đoàn viên công đoàn. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước của công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa đã được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao. Trung bình hàng năm có 98% cán bộ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Trong nhiệm kỳ qua đã có 68 đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp bộ ngành, 753 đề tài cấp sở, 4.755 giải pháp sáng kiến kinh nghiệm được triển khai áp dụng vào thực tiễn công tác. Trong đó có 14 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, có 6 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 5 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 49 tập thể và 72 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen, biểu dương khen thưởng, có 10 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giải thưởng công chức, viên chức tiêu biểu xứ Thanh, hàng trăm lượt cá nhân và tập thể được công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen. Hiện nay thì công đoàn viên chức tỉnh đang tiếp tục triển khai cái đề án về đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 với các giải pháp cụ thể. Đấy là đổi mới trong cái phương thức chỉ đạo điều hành của ban chấp hành ban thường vụ công đoàn các cấp, rồi đổi mới trong cái tổ chức, cái khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề cái xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, động viên cán bộ công chức viên chức lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo,
hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng.